chỉ bọn con trai mới hiểu. Tao là con gái cũng hiểu nè, lúc nào online XNXX cũng phải tắt tiếng. Xem phim ma đó có bao giờ dám bật tiếng đâu, sợ bỏ mẹ anh em nhỉ. Thực ra thì mình là người Việt Nam mà, xem phim nước ngoài có hiểu gì đâu nên tắt tiếng cho khỏi ồn ào mọi người xung quanh. Thanh niên đi xe máy vượt 40 km chỉ để mua một gói bim bim cho người yêu. Mua một gói bim bim tối nó cho lại con bươm bướm. Chạy 40 km chỉ để mua một gói bim bim. Tỉnh ra đi các cô, thà nói chạy 40 km để tặng một bó hoa bự cộng một cái nhẫn trị giá cộng một lời cầu hôn người ta còn tán thưởng. Đằng này chạy 40 km chỉ để mua một gói bim bim thì chỉ có mấy thằng thất nghiệp vô công rồi nghề mới rảnh rỗi làm ba cái chuyện xàm xí đủ kiểu thế. Một người đàn ông có sự nghiệp vững chắc họ không chạy 40 km chỉ để tặng một gói bim bim đâu. Đọc mà cười không nhặt được mồm. Chắc ông này chưa vỉa được bà này mới thế, chứ vỉa được rồi mua cái lồng ý. Những thằng thế này con gái nó lại đéo coi ra gì đâu, cuộc sống mà. Các gì tao, 11 giờ lục tung Hà Nội tìm quán trà sữa mua cho người yêu cách từ 10 cây, xong giờ nó đang công khai kỷ niệm 2 tháng với bạn thân tao. Mỗi lần ngồi vị trí này tôi đều nghĩ về chuyện tương lai. Có ông nào có sở thích tụt hết quần áo khi đi ỉa cho thoải mái giống như tao không? Tao ngồi kiểu này cơ, đéo ai ngồi tệt như kia bướn VL, bọn nó đái vương bãi ra rồi tệt đít vào, xong ỉa phải cục cứt to tọm cái bắn hết vào đít kinh dị VL. Đừng suy nghĩ về quá khứ, đừng suy nghĩ về tương lai, hãy suy nghĩ về hiện tại, đi xong nhớ dội cầu. Hòa mình với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ, ngỡ không bao giờ quên cái bốn cầu tình nghĩa. Nhiều lúc ở vị trí này được hóa thân vào sông Goku, gồng mình lên siêu say ra VL. Tao lại nghĩ về người tao thích cảm giác sướng xong tuôn trào VL. Tát người yêu một cái nhận 20 tỷ bạn dám không? Thế thì tao tát cả ngày. Thế thì tao tát 10 cái một lúc luôn, xong đưa nó vòng quanh thế giới, có khi nó lại bảo tát tiếp đi cũng nên. Lên gối có được thêm tiền không? Tiền không phải là tất cả, tại sao suốt ngày cứ lấy tiền ra để thử thách tình cảm của người khác vậy? Cho dù em có chết cũng chẳng bao giờ tát em Mary Trần nhỉ? AD cho hỏi tát rồi nhận tiền ở đâu vậy? Người đã đến với top comment, chúc mọi người có những phút giây thư giãn vui vẻ. Nếu thấy hay đừng quên đăng ký kênh top comment để ủng hộ S nhé.